Thưa quý vị, sau nhiều tháng vận chuyển và thực hiện lắp ráp thử nghiệm các đoàn tàu, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội cho biết sẽ phấn đấu cho chạy thử nghiệm tất cả các đoàn tàu tuyến Metro Nhổn ga Hà Nội vào tháng 12 năm nay. Hiện gói thầu thiết kế lắp đặt hệ thống đường sắt số 1, đầu máy, toa xe, thiết bị depot của dự án về cơ bản đã đáp ứng đúng tiến độ, cùng với việc lắp đặt hoàn thiện hai đoàn tàu cuối tại khu vực depot Nhổn, quận Bắc Từ Liêm, các đoàn tàu còn lại đang được thử nghiệm liên tục theo từng đoàn tàu. Ngoài việc phấn đấu chạy thử tất cả các đoàn tàu vào tháng 12 năm nay, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội cũng đang làm việc với Cục Đăng kiểm Việt Nam để đăng kiểm các đoàn tàu và cung cấp hồ sơ cho đơn vị tư vấn thực hiện đánh giá an toàn hệ thống. Tại tỉnh Hải Dương, hiện nay trên các cánh đồng ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đang tái diễn tình trạng đốt rơm rạ sau thu hoạch lúa gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông. Không khó khăn để nhìn thấy các cột khói trắng bốc lên nghi ngút từ cánh đồng lúa, nhất là vào các buổi chiều tối. Khói đốt rơm rạ có nhiều khí CO2 và CO gây ô nhiễm không khí. Khói do đốt rơm rạ bốc lên phủ trắng đường, làm khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, thậm chí khói còn làm cay mắt người đi đường, dễ gây tai nạn. Thực tế, từ nhiều năm nay, người dân quen dọn ruộng sau thu hoạch bằng cách đốt rơm rạ. Đốt rơm rạ còn làm mất chất dinh dưỡng của đất, tiêu diệt các loại thiên địch có ích, dẫn đến phát sinh nhiều bệnh dịch hại lúa. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, thì rơm rạ là tài nguyên đa dụng, việc đốt rơm rạ còn gây lãng phí tài nguyên. Rơm rạ có thể dùng để sản xuất than sinh khối, sản xuất ethanol, giấy, vật liệu xây dựng, bê tông siêu nhẹ, đệm lót, vận chuyển hàng hóa dễ vỡ, vận chuyển hoa quả. Để tận dụng nguồn tài nguyên và tránh ô nhiễm môi trường, người dân không nên đốt rơm rạ sau thu hoạch. Thưa quý vị, tại một số địa phương trên cả nước hiện nay đã đưa vào sử dụng hệ thống camera để quét mã QR khai báo di chuyển nội địa tại các trạm chốt kiểm soát dịch. Việc quét thông qua camera này đã tăng tốc độ xử lý tự động của hệ thống kiểm soát di chuyển, giúp xử lý nhanh chóng cho người dân và tránh ùn tắc tại chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh. Chốt kiểm soát số 2 trên cao tốc Pháp Vân, Cầu Rẽ, việc lắp camera quét mã QR đã giúp người dân thuận tiện hơn trong việc đi lại. Chỉ mất khoảng từ 5 đến 10 giây để quét mã QR trên điện thoại của công dân là hệ thống đã nhận diện và cung cấp đầy đủ thông tin của mỗi người dân khi qua chốt. Camera có dây nối kéo dài, được đặt cố định giữ khoảng cách, tránh tiếp xúc gây nguy cơ lây nhiễm, tiết kiệm thời gian và bảo đảm cho công dân di chuyển an toàn. Tôi chỉ cần khai báo trước ở nhà đấy, sau là đến đây là tôi chỉ quét cái mã QR, đây là tiện lợi nữa, tôi khai báo đấy là xong. Mấy cái tiện ích nó nhanh chóng và nó giải quyết được nhiều công việc cho mọi người. Mình mất có mấy giây thôi là quét mã xong. Đấy, quét mã xong, kiểm tra giấy là đi qua chốt thôi. Thông tin mã QR sau khi quét ngay lập tức được truyền đến hệ thống để nhận diện, kịp thời xác định nhân thân người lưu thông và ngăn chặn kịp thời F0 nếu có vi phạm quy định về giãn cách xã hội. Cùng với camera được sử dụng để quét mã QR, người dân có thể đồng thời đưa tài liệu, giấy tờ để cán bộ chốt kiểm tra khi có yêu cầu. Công dân khi đi qua các chốt trạm của lực lượng kiểm soát ấy, thì công dân sẽ sử dụng được cái mã QR code qua các chốt trạm thì được kiểm soát rất là nhanh và tiện lợi cho người dân, tránh ùn tắc và tiết kiệm cho cái công tác phòng chống dịch. Trong thời gian tới, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội sẽ đề nghị công an các tỉnh, thành phố triển khai việc đưa hệ thống camera quét mã QR tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên cả nước, vừa đáp ứng yêu cầu rút ngắn về thời gian khi công dân lưu thông qua các chốt, vừa đồng bộ quản lý thông tin di biến động của công dân hỗ trợ công tác khoanh vùng, truy vết, phòng chống dịch bệnh.